đi săn sương mù ở Hà Giang, tài xế một phen hú hồn khi gặp xe máy lấn làn ngược chiều. Khoảng chiều ngày 2 tháng 12 trên cung đèo Cán Tỷ, Hà Giang, sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn của các lái xe. Thế nhưng một lái xe máy ngang nhiên lấn sang làn đường ngược chiều để vượt ẩu, suýt nữa gặp nạn trước đầu một ô tô. Rất may tài xế ô tô đã kịp thời phát hiện và phanh xe, nếu không một vụ tai nạn đáng tiếc rất có thể xảy ra. Vượt xe trong các tình huống không đảm bảo an toàn như ở các khúc cua tay áo, đường đèo dốc chỉ có hai làn xe hay trong thời tiết mưa gió, sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn là rất nguy hiểm. Nghị định 100 năm 2019 cũng quy định mức phạt lên tới 1 triệu đồng cho xe máy vượt xe trong các tình huống không được vượt chi tiết. Tại điều 14 luật giao thông đường bộ năm 2008, nếu gây tai nạn xe máy sẽ bị phạt 4 đến 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Dưới thời tiết mưa to, sương mù dày đặc tầm nhìn bị cản trở, các lái xe cần chú ý kiểm soát tốc độ hợp lý, giữ khoảng cách an toàn và luôn nhớ chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.